Vâng, và ngay sau đây, để chúng ta có những giây phút ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ thời niên thiếu, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bạn Cao Thị Trang, cựu học sinh lớp 12A3, sẽ thay mặt cho toàn thể các bạn cựu sinh K35 sẽ có bài chia sẻ với chúng ta sau 20 năm ngày ra trường. Xin trân trọng kính mời bạn Trang. Em xin gửi lời chào trân trọng tới quý thầy trong ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô nguyên là ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn niên khóa 2000-2003. Xin thân ái chào tất cả các bạn. Kính thưa thầy cô giáo, thưa các bạn, mùa thu tháng 8 năm 2023 là một mùa thu thật đẹp trong suốt 20 năm qua, kể từ khi chúng em rời xa mái trường Trung học Phổ thông Kinh Môn thân yêu này. Mùa thu năm nay, chúng em lại được tựu trường, được gặp lại thầy cô, bạn bè sau 20 năm dài đằng đẵng. Nỗi nhớ thầy cô, bạn bè có lúc bị bỏ quên, có lúc lại cồn cào đến lạ. Trong suốt 6 tháng qua, khi bạn bè ý ới gọi nhau về hội khóa, thì nỗi nhớ ấy lúc nào cũng thường trực, trở thành nỗi khát khao trở về. Hôm nay, chúng em đã về với ngôi trường thân thương, bồi hồi, xúc động, khi được sống trong bầu không khí thắm đượm tình cảm bạn bè, tình thầy trò. Lời đầu tiên, thay mặt cho toàn thể các bạn khóa K35, em xin được bày tỏ lòng trân quý sự giúp đỡ của nhà trường và tình cảm của thầy cô từ khắp muôn nơi đã về với chúng em ngày hôm nay. Kính thưa thầy cô, 20 năm đã lấy đi quá nửa sự nghiệp của nghề giáo. Chính vì vậy, thầy cô của chúng em đã có nhiều người về hưu ăn hưởng tuổi già. Ai còn công tác cũng sắp được lên ông, lên bà. Cuộc sống vội vã khiến nhiều khi chúng em chẳng có thời gian để tâm. Để bây giờ chúng em mới giật mình nhận ra rằng thầy cô đã già rồi và chúng em cũng chẳng mấy đi hết một nửa cuộc đời. 20 năm gặp lại, dấu vết thời gian đã lộ rõ trên gương mặt của cả thầy và trò. Chính vì vậy, chúng em bảo nhau phải trở về để gặp nhau trước khi già. Trở về để tri ân thầy cô. 20 năm rồi, không biết thầy cô còn nhớ chúng em không? Chúng em có đứa làm cho thầy cô vui tự hào, có đứa cũng làm cho thầy cô bao phen nặng lòng. Nhưng nếu không có những đứa đặc biệt như chúng em, thì công việc của thầy cô chắc sẽ buồn tẻ lắm. Chúng em nhớ về thầy cô ngày xưa, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất, những người đi xa, những người chúng em thoáng gặp lại và cả những người chúng em chưa một lần được gặp. Trải qua bao gian khó nhọc nhằn, thầy cô luôn bao dung, luôn nặng lòng với những đứa học trò được thầy cô nâng niu dìu dắt. Giờ đây khi đã trưởng thành, chúng em càng thấm thía hơn câu nói: thăng sông phải bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Chúng em mong sao câu nói ấy sẽ theo suốt chúng em, những người thành đạt, cả những người vô danh, để ai cũng được giữ trọn vẹn khoảnh khắc tinh khôi nhất của đời người. Thầy kế về bầm trăng, trong ca sao thuở nào, thầy kế về cơn mưa, trên đồng ruộng bao la, vầng trăng vàng lụng băng, ai mang sẻ lại đôi cơn mưa từ cầu hòa, chập chờn cánh cỏ bay, cũng có một vầng trăng nhưng sao thầy không kể những đêm ngồi soạn. Trăng vàng khuya khoắt và dài những cơn mưa, thầy ơi sao không kể đường mưa thầy lặn lội sớm chiều với đàn là bụi phân, sao không kể thầy ơi
bụi phấn. Sao không kể thầy ơi, bao nhiêu là bụi phấn. Sao không kể thầy ơi, bao nhiêu là bụi phấn. Sao không kể thầy ơi. Chúng em cũng đã hiểu sự trưởng thành của học sinh là mục đích duy nhất, là nguồn gốc của mọi trăn trở, là động lực lớn lao nhất đối với công việc hàng ngày của các thầy cô. Không thầy đố mày làm nên, chúng em luôn ghi nhớ điều ấy, luôn ghi nhớ công ơn cô thầy, tự hào là học sinh của trường Trung học Phổ thông Kinh Môn. Chúng em kính mong thầy cô luôn khỏe mạnh, bình an và luôn nhớ tới những đứa học trò chúng em. Đặc biệt nhớ mãi về hội khóa K35 này. Hy vọng rằng hội khóa của chúng em hôm nay sẽ là một kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp chồng người của thầy cô. Các bạn cựu học sinh thân mến, nếu hỏi tôi cảm nhận gì về khóa K35, tôi chỉ xin nói một từ thôi, đó là tuyệt vời. Các bạn trong ban tổ chức tuyệt vời, các thành viên trong khóa cũng rất là tuyệt vời. Các bạn đã rất nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo để ngày hôm nay hơn 600 bạn cựu học sinh quy tụ dưới mái trường Trung học Phổ thông Kinh Môn cùng nhau tổ chức chương trình tri ân và gắn kết vô cùng long trọng, ý nghĩa. Có lẽ thầy cô đang hiện diện tại hội khóa, đặc biệt thầy cô chủ nhiệm của 16 lớp đang rất tự hào về chúng ta. Thưa các bạn, chắc hẳn hôm nay đã có nhiều niềm vui không tả xiết khi có những người bạn 10, 15, 20 năm rồi nay chúng ta mới được gặp lại. Có bạn vẫn trẻ trung đáng yêu như ngày chúng mình còn ngồi trên ghế nhà trường. Cũng có bạn đã khác xưa nhiều, trên khuôn mặt đã lộ rõ vết thời gian hoặc sự vất vả của cuộc sống. Nhiều bạn thành đạt trong công việc, cuộc sống đủ đầy. Bên cạnh đó cũng có bạn, nhiều bạn còn vất vả mưu sinh. Dù là ai, cuộc sống như thế nào thì điều chân quý vẫn là tình bạn. Với ý nghĩa trở về để gắn kết, chúng ta hãy để niềm vui học trò là cảm xúc duy nhất bao trùm lên tất cả, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm nhất quỷ nhì ma, vô tư với nhau như những đứa học trò 20 năm về trước.
Ngày xưa có những giận hờn thật vu vơ, để khi xa nhau mới biết chúng ta có những tình bạn thật cao quý. Ngày xưa có những câu chuyện không dám kể, chỉ dám giấu trong tim. Nay nhờ 20 năm mới đủ dũng cảm vén màn bí mật. Ngày xưa, thời mà mỗi khi thầy cô báo ốm thì cả lớp hò reo vui mừng, cầu mong sao thầy cứ ốm lâu lâu cũng được. Tuổi học trò tinh nghịch và đáng yêu vậy đó, giờ đi qua rồi lại thấy nhớ, thấy thương. Chính vì nỗi nhớ thương ấy mà có những bạn mặc dù lập nghiệp ở miền Nam xa xôi, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn quyết tâm lần này tớ phải về. Trước những mệt mỏi của cuộc sống, chắc hẳn chúng ta ai cũng ít nhất một lần, thậm chí nhiều lần muốn quay trở lại thuở cắp sách đến trường, thuở mà trong suy nghĩ của tôi là thời sung sướng nhất. Thân nghe hồn nhiên, là tôi mộng mơ thân tiên, trong ánh lăng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phương dưới đây sân, đàn ca hôn tôi nhẹ lưng, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay đến trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát, để ta còn mãi cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui, để ta còn mãi cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Ngày xưa thật nghe hồn nhiên, là tôi mộng mơ thân tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa thật nghe hồn nhiên, lực đưa hồn tôi nhẹ lần, biết đâu mà đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay đến trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Trái tim này để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui, để ta còn mãi cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này, từ nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Các bạn thân mến, chúng ta thật may mắn khi còn hiện diện, may mắn khi giây phút này được hội ngộ với thầy cô, bạn bè. Khóa chúng ta, 20 người bạn đã phải sang thế giới bên kia khi tuổi đời còn rất trẻ, sẽ chẳng còn được cảm nhận niềm vui tuổi học trò như chúng ta nữa rồi. Có lẽ cũng giống như tôi, nhiều bạn sẽ xót xa, ngỡ ngàng, không ngờ rằng người bạn mình từng biết, từng chơi lại mất sớm như vậy. 20 tuổi trẻ xin mãi mãi được giữ lại, 20 người bạn mãi mãi đáng yêu trong trái tim của chúng ta. Em xin mời thầy cô và các bạn cùng hướng lên màn hình, dành ít phút tưởng nhớ đến những bạn đã mất, cùng nhớ về các bạn với những ký ức đẹp ngày nào. Thank you.
Bạn thân mến, những cái tên thân thương 20 năm rồi nay lại xuất hiện mà chẳng thấy người về. Dòng tin này chắc hẳn đã khiến không ít bạn nghẹn ngào, xót xa. Những bạn giờ đây đã mất chỉ còn là miền ký ức đẹp trong tuổi học trò. Các bạn ấy nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng tình bạn hiện hữu, trân trọng những phút giây hội ngộ đáng quý này. Kính thưa quý thầy cô, thưa các bạn, hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường là dấu mốc quan trọng đã cho chúng em được hội ngộ cùng thanh xuân trở về để gắn kết tình thầy trò, gắn kết tình bạn bè. Nhờ hội khóa, chúng em được gặp lại đầy đủ thầy cô và các bạn sau 20 năm xa cách. Em tin rằng tình thầy trò, tình bạn sẽ luôn mãi sống trong lòng của mỗi chúng ta. Cuối cùng, cho phép em được thay mặt toàn thể học sinh niên khóa 2000-2003, Trường Trung học Phổ thông Kinh Môn xin kính chúc thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công với sự nghiệp chồng người. Chúc toàn thể các bạn học sinh khóa K35 thành đạt, mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.